Đây là cái cây để dành hai bắp chuối. Cây này từ thời bà cô mình làm. Cái này là cái lưỡi dao để mà mình sắn cái bắp chuối ở trên cao. Rất là dài luôn. Trưa nay mình sẽ đi hái bắp chuối và đốn mấy buồng chuối. Đây là vườn chuối. Bên kia là sông. Mình đang ở Long Sơn, ở quê ngoại mình. Mày có rất là những chuối luôn. Đầu tiên là cái buồng chuối sáp. Đây, chuối sáp nằm đây. Đây. Đó, chuối sáp á. Rất là to luôn. Này chuối cao. Chuối đã xin. Chuối đã xin. Quá đã luôn. Đây. Đây xuống trên. Quá đã. Dạ. Rồi chú xem. Một buồn. Đây là buồng thứ ba. Quá to. Ba buồng chuối là xin. Bây giờ tới bắp chuối.
là con. Chuối quả đã hương. Thấy chưa, ở quê là chuối là bao la. Quá nhiều. À. Thưa quê đã không mọi người, là mát mẻ luôn. Rồi lại thêm một cái mắm chuối. Đây con trồng cho. Ở đây có một cây nhu đủ. Đây. Cây nhu đủ. Đã chưa? Rồi mình về lấy chuối chế biến món ăn thật mọi người. Có cần gì nữa không? Dạ, yeah. Quá trời nhiều luôn rồi. Một lần nữa em cảm ơn mọi người đã xem nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.